Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đã mang cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục một clip gồm một lô túi cầu nha anh em. Thì em bán hàng quẩn cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi không trong clip em lên đó, thì anh em cứ gọi về cho em nhé. Rồi, để em vô cụ thể từng túi cho mọi người xem. Túi thứ nhất em lên cho mọi người là một túi của Atlan nha mọi người. Đó. Thì túi này nó có nhựa ở ngoài nha mọi người, nhựa cứng ở ngoài bảo vệ càng. Trong thì nó có xốp nè, đó, xốp mềm ở trong, ở ngoài thì có miếng nhựa cứng, thì túi khá là rộng mọi người, hơn ôm tay, đó. Dây đeo đầy đủ, khóa kéo ok hết nhanh nè, đó. Khóa kéo đã kiểm tra rồi, tất cả kéo ok hết, hai khóa, thì túi này nó dài là 100 cm, giá công khai túi này là 450k cộng ship nha, túi thứ nhất. Thì ngoại hình còn tương đối sáng nha anh em. Đó. Ngoại hình còn tương đối sáng mới. Túi cứng nha. Xốp bảo vệ trong. Tiếp theo túi số 2. Túi số 2 vẫn là một cái túi cứng cho anh em. Của hàng Rufus. Tất cả dây đeo nè. Ok nó hết. Dây đeo ok hết. Khóa kéo ok. Đây, khóa kéo cái này nó bị gắt ten thế này nè, nhưng mà mọi thứ hoạt động bình thường nha mọi người. Đó. Thì túi này vẫn như túi kia thôi, nó có cái miếng xốp ở trong nè, phần xốp ở trong. Đó, phần xốp mỏng ở trong nó bảo vệ, ở ngoài lớp nhựa. Đó. Túi này mà, nó cỡ cả ôm cỡ ôm tay nè. Đó. Thì túi này nó bự hơn cái túi kia một, nó dài hơn túi kia tí. Túi này nó dài là 115 cm, giá công khai túi số 2 vẫn là 450k nhé. Đó, trong của nó đây. Rất ok nhé. Tiếp theo túi số 3, thì túi số 3 em lên cho người một túi của hàng Goldfish nè, túi Goldfish. Thì túi này nó tương đối bự nha mọi người. Đó, anh em có thể để cần và máy trong đây được luôn. Đây, sơ lược ngoại hình. Túi vẫn là túi cứng nha nè. Ở ngoài có lớp nhựa cứng nè. Đó. Khá là bự. Túi này có hai ngăn. Ngăn chính nè. Đó, một ngăn phụ. Thì ngăn phụ nó có miếng xốp bảo vệ nè. Xốp mềm. Ngăn chính thì không. Đó. Có miếng nhựa ở ngoài, nhựa cứng. Vẫn có hai dây kéo nha anh em, hai dây kéo. Mọi thứ ok hết. Thì túi này nó nặng là lòng túi này nó dài là 128 cm nha anh em, 128 cm, giá công khai 500 nha anh em. Đó, 500. Túi số 3. Khá ok, cái này anh em đừng cần đứng máy là vô tư luôn. Đó. Động bình thường, đó, đừng cần đựng máy vô tư. Tiếp theo là túi số số 4. Thì túi số 4 là dạng này chuyên cho cần lua rồi, đó, túi nó dài và hẹp. Nhỏ lại nó cũng điểm đo chiều dài góc cái này xem bao nhiêu. Góc chiều dài này thì nó là 16 nha mọi người. 16. Túi vẫn là túi lớp ngoài lớp nhựa cứng, lớp nhựa bảo vệ, vẫn là hai dây kéo bên trong đến đây, đó. Mọi thứ ok hết nha nè, hàng thì em đã kiểm tra rồi, không lỗi, cái nào lỗi chỗ nào thì em báo em cho đó, dây đeo ok hết, đó. Ngoài sách túi này khá dài nha nè, khá dài luôn. Thì cái này nó dài 153 cm, thì cái này đựng cần 3 m để dư sức. Giá công khai túi số 4 giá là 650k nha nè, 650k túi số 4. Tiếp theo túi số 5, thì túi số 5 lên mọi người là một cái túi của hàng Zapper gì nè mọi người, TFC. Túi này thì là túi xốp nha nè, túi chảy chứ không có cái nhựa ngoài, thì nó hai bên đây nè, nó bọc xốp nè, xốp mềm, đó, bảo vệ càng,
túi này cũng khá là rộng luôn, có một ngăn phụ. Đây, có một ngăn phụ, vẫn có bọc xốp luôn. Nhìn đó, chiều dài ngang của cái này, ngang của cái này là 16 nha mọi người. Đó. Thì túi này nó dài là 120 cm, giá công khai túi số 5, giá là 450k luôn nhé. 450k túi số 5, đựng khá là nhiều cần á, có xốp ở trong nè, khá là bền. Cái một dây kéo nè, như kéo này nó bị gạch ten thế này nè, nhưng mà vẫn kéo bình thường nhé. Vô tư hai dây kéo. Đó. Rồi. Tiếp theo túi số 6, thì túi số 6 là một cái túi của Daewon, thương hiệu khá là tiếng, túi xốp này rất là mềm luôn, giờ rất là mềm. Hai ngăn, một ngăn phụ, một ngăn chính. Đây, phần ngăn chính của nó đây. Đó, đây nó có xốp trong đây nha anh em. Xốp hai bên đây với chính giữa. Cái túi này được sản xuất tại Indo nha anh em, được sản xuất tại Indo. Dây đeo đầy đủ. Ngăn phụ nó vẫn có xốp nha anh em, ngăn phụ cũng có xốp luôn. Đây, đó, vẫn để bảo vệ cần. Thì cái túi này nó dài là 130 cm nha nè, 130 cm, chiều ngang của nó là có mừng thôi nhé. Rồi, giá công khai túi số 6, giá là 400 nha nè, 400 túi số 6. Tiếp theo túi cuối cùng là túi số 7 của hàng Gold Pulling. Có một túi shop nha nè, túi shop. Cái này thì chỉ có một dây kéo thôi. Xốp nó bọc hai bên với chính giữa. Một ngăn phụ. Ngăn phụ thì hai dây kéo. Đó. Vẫn có xốp bọc luôn. Và đây có một ngăn lưới ở ngoài nữa. Thì tất cả xốp này đều, cả túi này đều ok hết, không lỗi gì hết. Đó. Rồi. Túi cuối cùng thì nó dài 120 cm nha nè. Giá công khai cái túi số 7 giá là 350k nhé. Rồi, đó tổng cộng 7 cái túi em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lại số hỏi, em tự liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.